Sau khi nhận đơn giao là hai chiếc quần và một cặp mắt kính nhưng mà khách hàng lại lặn mất tâm rồi bom đơn phủ phàng, liên hệ lại shop cũng không được nên nam shipper đành chấp nhận mất số tiền đã ứng trước đó và mặc luôn combo khiến cho dân mạng cười lăn. Được biết, nam thanh niên nhận đơn ship túi đồ gồm 3 món, 2 quần và một mắt kính trị giá 920.000 đồng từ đường Hoàng Công Chức về Tây Sơn cho một shop tên TN. Thế nhưng chạy quãng đường xa giao đến nơi mới bàng hoàng nhận ra là mình lại thành shipper xấu số, bị bom đơn sau nhiều lần liên lạc mà cả khách mua lẫn chủ shop đều lặn mất tâm. Chẳng còn cách nào khác, vừa mất số tiền ứng lại mất công đi lại, nam shipper chỉ còn cách đem đống đồ trị giá gần 1 triệu đồng về sử dụng. Kèm theo đó là hình ảnh nam shipper bỏ 2 chiếc quần cùng chiếc mắt kính bị bom hàng ra thử. Nếu bị bom đơn, phải bỏ tiền túi ra bù mà món hàng đó vẫn dùng được thì chẳng sao. Đằng này, nam thanh niên cầm về 2 chiếc quần bó sát cùng chiếc mắt kính của nữ. Nhìn hình ảnh nam thanh niên thử đồ đứng trước gương khiến nhiều người ngã ngửa. Nhiều người cho rằng có lẽ không hẳn shipper bị khách bom đơn, mà đây là chiêu trò lừa đảo shipper, ứng tiền giao hàng đến địa chỉ ma để chiếm đoạt. Có lẽ nam shipper đã có phần chủ quan khi nhận ứng số tiền lớn như vậy trong lần đầu giao hàng nên bị lừa. Nhìn hình thì anh shipper này đối diện với sự thật phũ phàng vô cùng hài hước và lạc quan, nhưng mong đây là lần đầu cũng như là lần cuối anh ấy bị lừa, chứ cứ mất tiền oan như thế này thì không thể nào vui thêm lần nào nữa đâu.